Ở tập trước, Thạch Hạo đã đập cho Đế Sung mồi trận, giải cứu cho Thanh Y, hai người cùng nhau đi tới Tiền Trì nói chuyện. Thanh Y cảm ơn cậu đã tới tương trợ, những người bạn của cậu cũng đã rời đi, mọi người đều muốn chuẩn bị cho thiên tài đại chiến. Nhưng Thanh Y lại không có ý định ở lại Thiên Châu dự thi, nàng ta muốn tìm chỗ khác để dự thi. Đồng thời phải đến một chỗ đạo thổ thần bí tĩnh ngộ vài ngày để suy nghĩ thật kỹ xem nên chấm dứt với chủ thần như thế nào. Thạch Hạo đành phải hẹn gặp lại nhau trong giải đấu. Đến lúc đó sẽ cho nàng xem cậu ra trận đánh bại cường địch như thế nào. Hai người nhìn nhau đắm đuối rồi ai lại về nhà nấy. Trở lại Chí Tôn Đạo Tràng, Tề Đào Lâm đã chờ đợi sẵn. Ông muốn dẫn cậu ra ngoài. Hai người một mực phi hành vài ngày liên tục. Điều này làm cho Thạch Hạo cũng tỏ vẻ nôn nóng. Cậu muốn hỏi về chuyện đã báo danh tham gia thiên tài đại chiến hay chưa? Tề Đào Lâm lắc đầu nói không. Xăm bao chuyện này còn phải để cho ông lo nữa hay sao? Đến lúc đó cậu tùy tiện tìm một đạo thống trà trộn vào là xong. Hai người phi hành đến một vùng sa mạc rộng lớn. Dưới đất đột nhiên bạo phát ra nhiều luồng sức mạnh. Chẳng may bị cỗ sức mạnh đánh trúng thì xác định trọng thương. Hai thầy trò phải lạng lách tránh né để đi vào bên trong. Sau đó Tề Đạo Lâm bạo phát ra bảo thuật tấn công vào luồng ánh sáng. Vụ va chạm tạo ra một cỗ dư chấn đẩy lui Thạch Hạo về sau. Vụ nổ vừa rồi cũng dẫn động ra một cái kết giới bao phủ xung quanh. Sau khi sử dụng trung đồng thăm dò, cậu phát hiện ra cửa vào, thế là hai thầy trò nhanh chóng xông qua cánh cửa tiến vào bên trong hang động. Tề Đạo Lâm sò lên tảng đá để kiểm tra và phát hiện những tảng đá này là hỗn nguyên thạch. Như vậy, chỗ này không phải tiền khoáng mà là một động phủ di tích tiền cổ. Dưới mặt đất có một cục đá màu vàng, Thạch Hạo lập tức thu tảng đá lại. Hành động này dẫn động một con rồng ra ngoài. Sợ bảo vật bị lấy đi, nó phẫn nộ lao tới tấn công. Tề Đạo Lâm vội nhắc nhở Thạch Hạo bỏ chạy. Rồng đi tới đâu, nước ngập tới đó, Thạch Hạo không may bị dòng nước cuốn trôi. Rất may là Tề Đạo Lâm đã kịp tiến lại hỗ trợ. Dòng nước này có khí tức tiên đạo, có thể ăn mòn mọi thứ, cần phải theo sát Tề Đạo Lâm, nếu không thì cậu sẽ không chống cự được quá lâu. Con rồng lao tới tấn công kịch liệt, ép cho hai thầy trò phải lao ra ngoài để thoát khốn. Bọn họ vô tình đi tới một cái cung điện. Nơi này chính là trung tâm của tiên phủ. Thạch Hạo thì bị đánh cho nằm bất tỉnh, dù là vậy thì cơ thể vẫn tự động đột phá. Đoàn lửa trên người Thạch Hạo đột nhiên mô phỏng ra một thân ảnh giống y hệt cậu. Cổ điện đột nhiên rung lắc kịch liệt giống như sắp sụp đổ. Tề Đạo Lâm vội lao tới cưỡng ép mang Thạch Hạo rời đi. Cái bóng phân thân đuổi theo không bỏ, rất may là nam chính kịp thời tỉnh lại. Hai thầy trò lấy hết tốc độ lao nhanh ra bên ngoài. Vừa phi hành vừa phải tránh né các đốm lửa đang phun trào. Các đốm lửa đột nhiên huyễn hóa thành nhiều thanh kiếm lao về phía hai người. Tề Đạo Lâm phải xuất thủ ngăn cản, nhưng vừa mới hóa ra được nguy hiểm này thì mối nguy hiểm khác lại xảy tới. Con đường trước mặt đã bị dòng dung nham chặn lại. Từ bên dưới dòng dung nham nhô lên rất nhiều bộ xương, bọn chúng ồ ạt lao lên tấn công. Thạch Hạo chủ động đứng ra ngăn cản, cậu rút ra trường thương giao thủ với kẻ địch. Chỉ cần vài đòn đã đánh cho đám xương khô tàn xác. Tuy nhiên, bọn chúng lại không bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng tập trung lại thành một thân ảnh khổng lồ. Thạch Hạo chủ động lao lên nhưng không làm gì được. Cuối cùng vẫn phải để cho Tề Đạo Lâm ra tay. Hai người họ vừa mới xông ra ngoài thì ngọn núi cũng sụp đổ hoàn toàn. Bởi vì bà nãy đã bị hôn mê nên cậu hoàn toàn không biết là mình đã cảm ngộ được đạo pháp. Tề Đạo Lâm nhắc nhở, sau này nếu như gặp phải chủ thân và thứ thân của Đế Sung hợp nhất thì vẫn không được xem thường. Đế Sung cũng tu luyện bí pháp thần thai tái biến giống như là Nguyệt Thiền, cho nên sau khi hợp nhất thì thực lực sẽ mạnh lên rất nhiều. Bí pháp đó là do một sinh linh bất diệt sáng tạo ra. Thạch Hạo nghe vậy, liền nhớ tới tên sinh linh bất diệt từng quen biết ở hạ giới. Chỉ cần thứ thân và chủ thần không bị phá hủy cùng lúc, thì người tu luyện sẽ có thể tái sinh vô tận, càng ngày càng mạnh. Nhưng mà tiền điện đoạt được cũng là tàn pháp nên không có diệu dụng tự động mạnh lên. Dù là vậy thì cũng không nên khinh thường. Tề Đạo Lâm tiếp tục đi thăm dò, còn Thạch Hạo thì quay lại gặp tổ phụ Thạch Trung Thiền. Thương thế của ông bây giờ đã khôi phục lại hoàn toàn. Hai ông cháu cùng nhau trò chuyện. Thạch Hạo đưa thiên mệnh thạch cho ông. Thạch Trung Thiền tách đôi thiên mệnh thạch, rồi chia cho mỗi người nắm giữ một nửa. Đồng thời ông cũng nghe ngóng được một chỗ có cổ hỏa nên muốn dẫn cậu đi thu phục. Thạch Hạo từ chối, phương pháp nhóm lên thần hỏa, cậu đã có dự định khác, không cần phải thu phục cổ hỏa. Diễn biến tập phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé!